Xin chào các anh chị nha. Hôm nay shop giới thiệu cho anh chị sản phẩm là tinh dầu dạ thảo liên này. Đây ạ, tinh dầu răng miệng dạ thảo liên. Sản xuất là của công ty trách nhiệm thương mại dạ thảo liên này, khu ga xã Trung Ga, xã huyện Sóc Sơn, Hà Nội này. Sản phẩm có tem này, mã vạch này. Sản phẩm tinh dầu dạ thảo liên này có tác dụng gì? Tinh dầu thành phần này, thành phần dây trầu không này, tinh dầu hương nhu, tinh dầu bạc hà, tinh dầu xạ hương, tinh dầu quế, tinh dầu thiên niên kiện này. Những người bị nhiệt miệng này, nấm miệng, viêm loét miệng, lưỡi sâu răng, hôi miệng, viêm họng, hạt, viêm amidan, viêm tai giữa này. Đấy. Cách sử dụng này, pha với nước dùng để súc miệng, giúp làm sạch khử mùi hôi trong khoang miệng, giúp làm da mát dịu, thêm niêm mạc miệng bị sâu răng, viêm lợi. Sản phẩm này hỗ trợ điều trị là vấn đề về sâu răng này, viêm lợi này, chảy máu dân răng này, nhiệt miệng này, cực kỳ tốt nhé. Viêm họng, viêm amidan cũng rất là tốt, đúng không ạ? Sản phẩm này bên shop đang giá niêm yết của nó là 125.000. Các bạn ưu tiên đặc biệt cho các bạn xem clip này. Mã giảm giá là 50-70.000. Mọi người hãy bấm vào đường link bên dưới và áp mã giảm giá nhé. Cảm ơn các bạn xem clip rất nhiều. Mọi thông tin liên hệ số điện thoại 0985895810. Hãy inbox trực tiếp cho shop ạ. Mỗi tuần shop dành 10 suất miễn phí, tặng miễn phí các bạn nhé. Tặng miễn phí sản phẩm này với giá 1.000 đồng trên livestream. Mọi người hãy kích vào đường link, ấn follow shop và nhắn tin cho shop, hãy chia sẻ sản phẩm video lên các 5 hội nhóm, các bạn sẽ được tặng sản phẩm này với giá 1.000 đồng nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Đừng quên gọi số điện thoại 0985895810 để được tư vấn kỹ hơn nhé.